Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món trứng nướng xúc xích bằng nồi chiên không dầu Eruku 9000. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn đó là 3 quả trứng gà, bơ tường an, tiêu, xúc xích, phô mai và hành lá. Đầu tiên mình sẽ đập trứng gà để cho vào bát. Mình sẽ xếp xúc xích xung quanh viền của trứng, mình sẽ để trừ nòng đỏ ra. Đây là bơ tường an sau khi mình đã nung chảy. Mình sẽ cho vào mỗi bát trứng một chút bơ để tạo độ thơm ngon và béo ngậy. Sau đó mình sẽ phủ phô mai lên trên bề mặt của trứng. Mình sẽ lắc một chút hành lên trên bề mặt. Cuối cùng mình sẽ lắc một chút hạt tiêu. Bây giờ mình sẽ cho trứng vào trong nồi chiên. Nhiệt độ để chiên trứng. Đối với các bạn muốn ăn nòng đào thì sẽ để nhiệt độ là 170 độ trong vòng 7 phút. Còn với nhà mình thì mình sẽ để nhiệt độ 170 độ trong vòng 10 phút để trứng được chín. Và đây là thành quả của mình sau khi đã nướng trứng bằng nồi chiên không dầu Eruku 9000.